Dạ có xuống rồi à, chị Thiện Duyên ơi. Đây. Mình ông đang bày mâm cúng cơm cho chú Năm nha. Giờ em sẽ đứng xa xa ha cô chú anh chị ha. Xong lon thì cúng cơm cho chú Năm. Mình đứng xa xa mình vậy ha. Con ông khổng lồ. Chị, dạ có mà, có đăng á chị Thiện Duyên ơi, có. Là em thấy gì có đăng á, coi chị coi lại nha. Mà không mất viên mà để hết mất cái mắt. Dạ. Rất là đông cả nhà. Hôm nay rất là nhiều anh em YouTube. Thì Hồng Loan đang thắp nhang cho mấy cô chú bị sĩ xung quanh sao cả nhà. Lấy cầm một bó nhang đó nha. Dạ có xuống chị. Dễ gì, đứt dây rồi, hồi nãy ai nói bị đứt dây rồi. Che dù hết trơn rồi, quay cho nó thấy đâu, thấy dù không à. Thôi em đứng xa xa cả nhà ha. Hồng Loan đang đi thắp nhang cho mộ các cô chú xung quanh đó cả nhà. Dạ, trời chết bà mày rồi, rồi xong luôn rồi. Em đá trúng cái ly cà phê sữa đổ lá em lao cả nhà. Ủa cái gì vậy? Ông đó đi bay bay lại đây quậy mãi. Đúc thì một con ông khổng lồ mọi người. Mất mẹ nó văng ra luôn. Văng ra luôn này, quá xa rồi chứ. Hả? 70-80 người nha. Quá xa. Hồng Loan đang đi thắp nhang cho các cô chú nghệ sĩ xung quanh đó cả nhà. Đây, đi chạy vô. Một của cô Thanh Kim Huệ nha. Hồi nãy giờ mạng của em bị văng ra cô chú anh chị ơi. Hồng Loan đang lau mộ cho chú Năm cả nha. Con xin gặp lại.
Chị em mình đổi nhau một vài thế nhỉ? Lớn rồi, cái đè không có thu quá. Nhưng rồi đầu anh luôn mong nắng rồi, nóng rồi. Để mùa có cái nóng mà. Tốt chưa ông chị? Tốt không chị? Tốt. Tốt hơn ha, tốt hơn bữa. Mình mới làm. Nhưng mà nay nó nhiều bấm rồi. Nhưng mà đặc biệt cái sáng vô là thấy những cái xương nó động lên đó. Thì này nó vô nó chỉ ngắm thôi. Thì này nó vô nó cũng ngắm, nó ngắm thôi chứ nó không dám đụng. Nó đứng nó ngắm xong rồi nó về. Đang ngủ à? Đúng rồi. Cho nên hai cái bông bên kia mình để bên kia nó đâu có thèm đụng nó đâu chị. Buồn rồi. Rồi. Cái bông tủ á nó ăn hết phía ngồi dưới bông đó luôn nha. Sáng nay nó ăn nhiều lắm luôn á. Sáng nay nó ăn hả? Nó ăn nhiều lắm luôn á. Chưa. Ăn. Sáng không, ý là mấy cái bông mà hổng nó mà nó không có chuồng để nó ở hả? Dạ. Cái con đó nó không có chuồng. Nhiều lắm. Trời gần mấy trăm con rồi sao chuồng nó nhốt cho nổi nó chị. Một bầy của nó khủng khiếp luôn. Trời ơi, chị bữa thấy một bầy bò bầy ngon đi qua đường kìa. Chị lon về dưới nuôi luôn. Trời ơi, tôi đâu nuôi. Chỗ đâu nuôi cha. Cha. Đem lên sân thượng ha. Thôi. Cái con lắc kia ở nhà nó khách, nó gần tị à. Chỗ đâu nuôi cha. Cái mấy buồn nó trời. Gan mấy bà dưới quê tôi. Nãy giờ em bị văng mạng ra cả nhà không cảm cho em nha.